Ô nhiễm môi trường xảy ra rất lâu rồi, do nguồn nước thải của các trại vịt thải ra. Ngay bản thân gia đình nhà tôi gần đây này, như hôm rồi mưa là thối không thể nào ngủ được, phải đeo khẩu trang. Về nguồn nước ngầm là cũng bị ảnh hưởng. Cái đen xì này chú nhìn đây, màu đen xì như thạch tím đây này, đây này. Lượng rác tăng, bên cạnh việc thiếu ý thức của một số người dân xả ra không đúng nơi quy định, thì nguyên nhân nữa là do sự thiếu chuyên nghiệp của các cơ quan chức năng. Cụ thể, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tình trạng người dân vứt rác vào túi ni lông diễn ra phổ biến. Điều này đã tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, len lỏi vào nhà dân. Và nếu túi ni lông không bị hạn chế sử dụng, quản lý chặt chẽ, thì có nguy cơ trở thành một nỗi lo lớn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới môi sinh của các thế hệ tương lai. Vì vậy, công tác quản lý, tuyên truyền và xử phạt nặng những ai vô trách nhiệm với rác ni lông là một trong những việc làm cần thiết hơn bao giờ hết.